你的眼睛有什么问题？眼睛？对，眼睛怎么回事？没什么回事，眼睛，眼睛。啊，眼镜。没有了。要不我们回去找找吧。嗯，好。好，走吧。Bạn đã rơi vào tình huống như vậy chưa? Việc phát âm không tốt sẽ dễ gây hiểu nhầm. Phát âm tốt sẽ giúp nghe tốt và giao tiếp được thuận lợi hơn. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn đến những cặp từ dễ gây nhầm lẫn. 我们要好好鼓励自己，不要讓別人孤立了我們。Trong câu này chúng ta có một cặp từ có sự phát âm tương đối giống nhau là cù li và cù li. Cù li, cù li. 我們要好好鼓勵自己，不要讓別人孤立了我們。睡覺前，他吃了一大盤水餃。Ở trong câu này mình cũng có cặp từ睡覺, 水餃, 睡覺, 水餃. Riêng với từ suối chảo, tại vì sẽ là 2 thanh 3 cho nên mình sẽ chuyển từ đầu tiên thành thanh 2. Mình sẽ không đọc là suối chảo mà sẽ đọc là suối chảo. Suối chảo chén, ta chư lợ y ta pán suối chảo. 有时候我们的微笑来自微小的东西. Trong câu này chúng ta cũng có cặp từ là微笑và微小. 微笑, 微小. 有时候我们的微笑来自微小的东西。Các bạn lưu ý về việc phát âm để mình phát âm đúng những cặp từ này nha.